Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chủ video về cuộc sống. Ngày nay chỉ cần các bạn lên mạng vô TikTok thì các bạn dễ dàng bắt gặp những chủ tịch trẻ tuổi, những cô nàng là hot girl. Phải nói rằng là cái ngành thẩm mỹ ở Việt Nam phát triển là bởi vì không biết là chúng nó đào đâu ra tiền để mà sửa sắc đẹp, không hề rẻ nha. Không hiểu rằng là đào đâu ra tiền. Thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn là cái câu trả lời. Trước hết chúng ta sẽ điểm qua một số những nhân vật đình đám. Đây, chân dung là CEO khiến hàng trăm con người nhà tan cửa nát. Đây, lúc mà thời Hoàng Kim, tài năng trẻ sinh năm 93 này, tàu biệt thự 17 tỷ tại Standard Anza, mua đất như mua rau, sở hữu nhiều bất động sản tại các tỉnh Lâm Đồng, Bình Định. Thần tượng của nhiều người trẻ và các nhà đầu tư, bề ngoài chuẩn tổng tài. Khởi công một dự án lớn tên là Làng Yên Bình tại Lâm Hà, thu hút giới nhà giàu quan tâm. Ghê chưa? Bảo đảm là tới thời điểm này là rất nhiều người ta đều thốt lên câu: trời ơi, tuổi trẻ tài cao, giỏi quá vậy. Có mối quan hệ ruột thịt với lại vợ nghệ sĩ nổi tiếng, lợi dụng niềm tin của dân chúng. Đó, có quan hệ là ruột thịt với lại người nổi tiếng nha. Không ai khác, đó là CEO của Estee's Coffee, cầm hơn 200 tỷ bỏ trốn. Đây, chuẩn tổng tài của các em đây. Đấy, chuẩn tổng tài của các em nhé. Cầm 200 tỷ bỏ trốn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ điểm qua các nhân vật khác. Rồi, nhân vật này, Nguyễn Minh Thành, nổi tiếng trên mạng sau màn mà tặng xe bọt che cho người yêu. Sau đó mới biết rằng là đây là tay cầm đầu hệ thống đánh bạc ngàn tỷ. Đó. Và chỉ trong vòng 4 tháng dụ được 6 triệu người chơi, nạp hơn 1.000 tỷ đồng. Giỏi. Cũng giỏi. Bảo đảm nhiều người nhìn vào số tiền thì chỉ nghĩ vậy. Như các bạn nghĩ coi. Thật ra 6 triệu người nhảy vào cờ bạc. Một đất nước mà 6 triệu người có tài khoản cờ bạc. Tiếp. Gần đây nhất, mới đây, cô gái này tên là Hồ Thị Mỹ Tiên. Quen lên mạng, quen hai thằng ất ơ. Để rồi là chúng nó đem vào rừng ở Vũng Tàu. Sát hại, cho vô vali. Và tới lúc mà người ta tìm ra thì vali giỏi không? Thì cô gái này quê ở Cần Giờ. Theo như thông tin thì cũng là một người mà ham chơi. Đó, chính vì vậy mà hai thanh niên không rõ lai lịch, sống cù bơ cù bất ở đâu đó, hẹn ra đi chơi là đi. Sao dễ tin người vậy? Và cuối cùng là ra đi chơi đeo ba cái vàng vòng rồi có một cái điện thoại iPhone là trị giá khoảng chừng đâu có 20-30 triệu. Là nó giết luôn. Nó giết, nó chặt xác, nó nhét vô vali luôn. Đấy. Bây giờ cha mẹ đẻ con ra xinh xắn, mỹ miều, nó nhét vô vali. Thì các bạn thấy rằng là gì? Những cái cô hot girl này tôi gặp nhiều lắm. Những cái cô hot girl này bây giờ có đứa thì nó đẹp bẩm sinh. Đó. Rồi qua thêm là mấy cái hình ảnh filter lọc ở trên mạng, chứ còn ngoài đời chưa chắc đẹp được vậy đâu nha. Tôi nói thiệt, ngay cả mấy bà nào mà giải phẫu thẩm mỹ xong á, nếu các bạn được gặp ở ngoài đời nhìn ghê lắm. Tôi gặp rồi. Đệ tử tôi luôn, mấy đứa phẫu thuật thẩm mỹ lên mạng lung linh. Ra ngoài tôi không dám nhìn thẳng luôn. Thì cái mặt nó ghê lắm. Đó. Rồi mấy tấm sạc si của mấy nàng trên mạng vậy. Ra ngoài đời mình nhìn mình thấy, ủa sao mất cân đối dữ vậy ta.
Mà tôi nói thiệt chứ mấy anh mà lấy vợ mà lấy được mấy cô này cũng dữ lắm. Tại đa phần á, tôi cũng có làm vài bạn nữa ở Facebook, thì đa phần là mấy thím này, là mấy thím mà bán giảm cân, bán mỹ phẩm cho mấy thím phải khoe khoe thân lên mạng đó, tối ngày mặc những cái đồ mà bó sát, thậm chí rằng là thả rong luôn đó, rồi chụp hình vén bụng vén này, thậm chí có mặc có cái quần lót thôi, che những chỗ cần che cho thấy mình có bụng nhỏ eo thon này kia, mà không biết hình ảnh này có chỉnh sửa gì không. Thì tôi hỏi rằng là độc thân thì mình muốn làm gì làm, có chồng có con mà lên mạng mà tối ngày thả rong vậy, thì tôi hỏi mấy anh chồng nghĩ gì, tự hào không? Tự hào là vợ mình khoe thân vậy đó cho thiên hạ ngắm. Rồi tôi nể thì nể mấy anh rồi đó, mới nở một cái trình gì mà tôi không thẩm thấu được. Thì tôi thấy rằng là đối với lại khi mà cái xã hội bây giờ nó coi những cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên, giống như cái cô vừa rồi bị giết vậy, có cái việc kết bạn rồi sau đó là mới quen vài lần đầu, hai là cho vô khách sạn, hai thằng dắt vô khách sạn để rồi bị giết ở trong, rồi mới gần đây vô tình tôi lướt một cái trang của một cái cô nàng đó, thì bị lấy chồng được 5 năm có đứa con, bị chồng cắm sừng cho ngoại tình, rồi hai đứa sinh rợn nhau. Anh kia thì rất buồn vì chúng ta đã không đi chung con đường, hạnh phúc nhé em. Bà kia nội kia cũng vậy, viết một cái bài cũng giống như rằng là vợ chúng ta là bạn nhưng không, chụp hình tin nhắn đưa lên thì cũng là lòi cái thói mà ăn nói mất dạy ra. Cho nên tôi nói mắc cười á, mấy cô này thiệt sự các bạn mà gặp ngoài đời, nếu như các bạn không thân nó nói chuyện vâng dạ rất ngọt, vâng dạ rất ngọt. Thí dụ như anh nào mà đi bio biết rồi gì, tôi là tôi cũng có nha, nhưng mà tôi vẫn nói có một số video có bạn học với tôi là gái ngành, cũng có bạn là thuộc dạng sugar baby đó. Thì tôi nói với, khi mà nói chuyện với tôi á thì tôi cũng phải khách hàng của các bạn, cho nên rằng là đối với tôi thì các bạn vâng dạ. Rồi khi mà kể chuyện về mấy cái anh mà như vậy á, mấy anh đá đì đó, thì nếu mà các bạn nghe cái nghề mà phải làm chiều lòng khách, tôi nói nếu mà có cái gọi là cái danh hiệu là best sale, nhân viên bán hàng mà xuất sắc nhất, ngọt ngào nhất là tôi sẽ trao cho mấy cô gái ngành này. Phải nói rằng là nói kiểu đó hỏi đàn ông nào mà không chết, vâng dạ dễ thương lắm. Thì ở đây cũng vậy, mấy cô mà bây giờ không cần gái ngành nhưng mà một nửa gái ngành, đó là ví dụ mấy anh đại gia hoặc là mấy anh có tiền, nó cũng ngọt lắm. Nhưng mà nếu mà các bạn mà nói chuyện mà lâu á thì các bạn sẽ thấy bắt đầu nó lòi ra dần dần. Ví dụ như rằng là mấy cái cô mà bán mỹ phẩm mà hồi nãy tôi mới nói khoe ngực mạng á, nếu như mà làm nó phật ý, nó bắt đầu rằng là những cái từ mà người chợ tôm chợ cá nó nổ ra, nó chửi thề một cây đó. Cho nên rất dễ bắt gặp mà khi mà người trong nhà, ví dụ như là làm mất đồ của nó, là nó như con điên con khùng, nó chửi sảng. Rồi tới lúc mà nó thành người bình thường, nó lại nhõng nhẽo. Ví dụ, mẹ yêu ơi mẹ yêu, ha? Đó, cho mẹ yêu mệt, mẹ yêu không ngồi. Trời đất ơi, cái này không phải là tôi chế đâu, tôi thấy rồi. Tôi thấy rồi, nó như là bị đa nhân cách vậy đó. Chính vậy là lúc mà làm mèo con bé yêu này kia, dù rằng là có đứa 30 tuổi mà nó ổng em mẹo, tôi tưởng nó mười mấy tuổi. Rồi sau đó tới lúc nó điên lên thì nó lộ ra như con quỷ, con khùng, con điên. Rồi thí dụ như mà thằng nào mà lấy nó ha, nó
Bình thường thì các bạn sẽ thấy tụi nó chụp hình là ôm nhau, chồng yêu, mãi mãi yêu chồng đó, hạnh phúc của một người con gái là lấy được một người đàn ông, rồi những cái tấm như vậy. Còn lúc nó điên lên hả, ngoài đời coi mày hả thằng chó đó, mày đi đâu giờ này mày mới về, tao gọi mày nãy giờ nha, rồi sau đó là chửi thề chửi bậy mày tao túi bụi. Rồi những ai đã biết cái dạng hot girl này thì chắc là biết những cái tôi vừa kể, bao là 100 con giống nhau cả trăm đó. Lên mạng súng xa súng xính thì các bạn nghĩ rằng là tụi nó kiếm ra tiền, còn thật sự ra nếu các bạn ở gần thì tôi nói các bạn sẽ biết nó ăn bám một cây, ăn bám một cây đó. Tại vì cái nết của một cái người mà gọi là người ta chăm làm nha, nó khác lắm, dù là người ta có làm chủ. Thì tôi nói thiệt chứ vẫn quay lại là mấy anh, thì đa phần mà mấy anh thích mấy con hot girl này là gì? Một, công tử, ăn chơi nhiều tới mấy chăng nữa nha, thì nó vẫn mê mấy con này. Thứ hai là những thằng mà mới đổi đời, đổi đời giống như nãy là thằng Nguyễn Minh Thành kia cũng là đổi đời nhờ là cờ bạc. Trong vòng 4 tháng thôi, từ thằng ất ơ là nó bùng lên cái thành tỷ phú, đó là đổi đời. Thì cha mẹ cho nó cũng vậy, của thừa kế cũng vậy, hay là nó làm ăn mà gian dối gì đó để nó phất lên là dạng thứ hai. Thì mấy thằng cùng khổ này ngày xưa tụi nó biết rằng là gái đâu có theo được, nó đâu cua được, tại vì nó ngắm toàn mấy con cao cấp không, cho nên tới khi nó có tiền rồi thì nó dùng tiền để mua mấy con hot girl, giống như tặng chiếc xe bọt tre 7 tỷ đồng cho bạn gái hot girl. Rồi ngay cả mấy ông mà sát này sát nọ vậy, bình thường mà các bạn thấy đạo mạo vậy thôi chứ nhiều ông đi bia ôm ha, nhưng mà đương nhiên gái mấy ông là gái cao cấp đó, phòng mà mấy ông nhậu cũng là phòng VIP chứ không phải là nhếch nhác giống như mấy anh mà không có tiền đó. Thì cũng vậy, thế thì khi mà các bạn nhìn dưới cái mác mà tập đoàn, nói thiệt chứ bây giờ tôi đọc sơ sơ điểm mấy cái tập đoàn cho các bạn nghe. Đây, hình ảnh đình công ở Sun Group nè, đó người đi đi biểu tình người ta đòi tiền nè, một nhùi. Rồi các bạn coi dự án Aqua City, tôi vô tình thấy mấy bạn này bình luận thì một bạn mới nói tôi quen một ông bạn đang còng lưng trả lãi mà rao bán không ai mua, sale cứ động viên lạc quan lên rồi sẽ ổn. Đây ông anh trong nhà xuống tiền 10 tỷ mà giấy tờ thì không được cầm, muốn xuống tiền hết cũng không được, muốn lấy lại cọc cũng không xong. Chỉ có là dính vào bất động sản, đầu cơ hét giá để mà kích cái tài sản đó lên, bán với giá cắt cổ. Cho nên ở đâu mà có tập đoàn bất động sản đi ngang là chỗ đó đất nó lên. Hay lắm. Từ đất ruộng, đất sình lầy mấy ông phẩy tay hồi tạo thành đất tỷ hết. Sun Group này là bạn thân của Phạm Nhật Vượng nè, cùng thời hai người đi lên đó. Thì nói nôm na là nhà đầu tư cái gì cũng là những cái đám mà tham lam thôi, cho nên tôi cũng chẳng thấy mà tội nghiệp. Lúc nó đưa cái dự án lên cũng tìm hiểu qua loa đó, rồi cũng bày đặt bỏ tiền ra nhờ người này người kia hả, hỏi thăm coi tụi nó có đáng tin không. Nhưng mà trời đất ơi, mấy người nghĩ thì sao, người ta tập đoàn người ta ngàn tỷ, người ta không biết cho tiền mấy thằng để cung cấp thông tin cho mấy người hả? Cho nên rằng là đương nhiên dân bất động sản nó đều biết câu chưa được cấp giấy phép cứ quánh trước rồi lát đút lót,
lo giấy tờ sau. Thì các bạn hiểu rằng là tụi nó phải làm cho người mà bỏ tiền ra mua cái đất nền. Các bạn thấy đây là một cái dạng mà không bỏ ra một cái đồng vốn nào mà vẫn làm giàu. Hê lên, ê, tao có dự án. Dù tao chưa có tiền nhưng cứ hê lên tao có dự án. Rồi sau đó là người ta sẽ bỏ mua đất nền đầu tiên có khoảng chừng một vài 300 triệu. Rồi cứ là từng giai đoạn thì mình có quyền bán lại. Chẳng hạn mình mua đất nền lúc đó 300 triệu. Sau đó là nó lên là móng. Là lúc này cái nền của các bạn lên giá chẳng hạn 500. Thì lúc này các sale mới hỏi là bây giờ muốn bán thì tụi nó kiếm người. Vậy thì có ai muốn nhảy vô ở giai đoạn 2 thì bán 500 các bạn lời 200 rút. Còn nếu mà các bạn cứng hơn tới giai đoạn 3, đó, nó xây xong thí dụ như hoàn thiện cái phần thô rồi, lúc này là lên khoảng 1 tỷ. Vậy thì hỏi bán không? Bán. Rồi nếu mà các bạn cầm tới đó thì các bạn từ 300 lên 1 tỷ lời 700. Tức là dự án mà càng lên mà các bạn giữ số tiền ban đầu thì các bạn càng lời. Tới lúc mà nó thành một cái căn chung cư hoàn chỉnh thì căn hộ lên lúc đó nó bán 2-3 tỷ. Các bạn bỏ có 300 triệu mà sau đó bán được căn hộ và 3 tỷ các bạn lời 2 tỷ 7. Và đương nhiên sale của các công ty bất động sản này cứ cam kết chỉ cần anh chị muốn bán là tụi em sẽ bán giúp. Đó. Cho nên vừa bỏ tiền vừa không phải đi kiếm. Có người nó bán nhà giùm và mình chỉ cần ngồi không mà mình sang tay 2 tỷ 7. Hỏi sao không tham? Tham cho nên là một căn 2 tỷ 7 tao quất bà nó luôn 3 căn 10 tỷ luôn. Rồi cứ như vậy đinh ninh rằng là sale nó bán giùm. Thì tới khi mà có biến động ở thị trường, bây giờ người dân người ta không còn tiền người ta đi mua nữa, người ta cũng không muốn đầu tư bất động sản nữa, dù hoài không ai mua, giấy phép thì là bị đình lại đó, chưa lấy ra được, chưa hoàn công chưa lấy được tiền, đút lót thì cứ phải đưa rót đều đều. Thì tới lúc này mà tự nhiên có một người hê lên, ê, tụi này đang mắc nợ, hê lên một cái tin xấu gì đó. Thế là lúc này là các nhà đầu tư khác rụt rịch rút tiền ra. Thì nó lấy tiền đâu ra đền. Đấy, bắt đầu người ta rụt rịch bởi biểu tình nguyên cái hàng dài như vậy. Nó lấy tiền đâu ra đền. Đó, cho nên không thể đền trong một lúc thì tụi nó nhắm mắt làm ngơ. Đó, giả điếc. Mà càng giả điếc thì dân chúng người ta càng sót, tại vì cái tin đồn nó lan nhanh. Người ta càng sót đến nỗi mà cái bộ truyền thông của tụi nó xử lý không kịp. Thế là lúc này nó thành biểu tình lớn. Và người ta đòi rút hết thì không có tiền chung. Đó. Vậy thì xây tiếp cũng không có tiền, tại giờ người ta không muốn đầu tư nữa. Xây tiếp cũng không có tiền mà bán cũng không được, là tại vì mang tiếng rồi, đâu có ai nhảy vô mua lại cái phần của mấy người đang đứng lóp ngóp đó. Tụi nó đã bán sang tay mà. Vậy thì không ai dám nhảy vô nữa, thì mấy người đang đứng biểu tình đó, trả tiền đi là cái đám đó đứng hoài luôn chứ không có tiền đâu. Tại vì nó không có người để nó sang. Bản thân tụi nó cũng lấy đào đâu ra tiền. Ha, mang tiếng đại gia ngàn tỷ chứ thật ra là mấy thằng nổ ở ngoài là chính. Ha, thật sự là có cái vỏ nổ ở ngoài thôi. Siêu xe, siêu xiếc gì của tụi nó nhiều khi nó bán trả góp. Nó mua trả góp, ví dụ như cái xe 2 tỷ. Ha, quen thân với gara, anh mày mà thôi đưa trước cho chú 1 tỷ nhá. Rồi có gì anh đưa sau. Thì biết là thằng này nó hay chơi, nó đổi tới đổi lui này kia. Ví dụ nó mua xe 2 tỷ nhưng giữa chừng nó nói thôi đường thì ơi anh chán quá, chú đổi cho anh chiếc kia đi. Dạ, nếu mà đổi thì mình mất 200 nha anh. Ok. Cho nên là các mà đại lý siêu xe quen với mấy này quá mà. Lần nào nó đổi xe là mình cũng cắn được thêm khúc. Ôi, quen biết nhau, thôi kệ. Đấy, cho mày góp luôn. Cho nên tôi nói thiệt chứ có nhiều cái ở trong cái giới nhà giàu đương nhiên các bạn đâu có biết. Đấy, công tử CEO đấy, tổng tài của quý vị đấy, bây giờ nó túng tiền rồi, nó ôm 200 tỷ nó bỏ trốn nhá. Đấy, rồi mấy con mà hot girl đấy cứ nhìn vào cái dáng tổng tài, tại vì nói thẳng ra nhiều con hot girl nó ngu lắm, học cũng ngu nữa, thì làm gì biết tính toán. Cho nên cứ thấy mấy anh này mà bóng bẩy nhà giàu, nhiều khi tôi chọc chọc,
đi làm vì đam mê thôi. Đấy, tối tối này kia lại chui vào xe hơi chụp tấm hình, chợt tay cầm cái túi, tay nắm tay anh. Đấy, chụp xéo xéo qua để thấy cái túi với lại cái logo mẹ, thế là xong rồi. Là có tấm hình sống ảo rồi. Đấy, đúng không? Cuộc đời tụi nó chỉ đơn giản vậy. Cho nên rằng là tới lúc bị cắm sừng, tới lúc bị đánh đập. Ừ, vậy thôi. Còn nếu như mà gặp thằng nào nó còn tử tế, thì chẳng hạn như rằng là nó còn cho được căn nhà hay nó cho được ít tài sản, để rồi làm mẹ đơn thân rồi lại lên mạng sống ảo kiểu như tao vẫn còn tiền. Đó, nó cho được cái xe, nó cho được căn hộ. Đấy là vẫn còn tiền, vẫn còn đi chơi chứ nó đâu biết làm gì đâu. Rồi sau đó rằng hè nhau ra là giờ chỉ mở được cái thẩm mỹ viện là cái đó dễ làm nhất. Hôm bữa các bạn có cái clip tôi nói gì đúng không? Mở thẩm mỹ viện thậm chí rằng là anh bảo vệ, anh xe ôm, bà bán thịt, bà lụm ve chai gì đó cũng vô tiêm được hết. Đấy, nó chỉ cho tiêm là cứ thế nguyên một đội ngũ, khỏi cần là có giấy hành nghề y bác sĩ gì cả. Cứ đè bệnh nhân ra tiêm thôi. Này bà muốn môi mà mọng không? Ừ ok, ra đây tiêm chục mũi vào cái môi. Lát nữa ra về là cái môi nó thừa lừa là ui hấp dẫn nhá. Đấy, con mẹ tiêm là con mẹ mà bán bánh mì ở đầu ngõ đấy. Ừ. Nó tiêm cái mỏ y như là cái miếng thịt lợn heo quay mà nó bán. Nhưng mà vẫn vui. Có bao giờ vô hỏi, ê bà có giấy phép mà y bác sĩ không, bà rồi chích vô cái mỏ thôi. Đâu hỏi đâu. Đúng không? Rồi người này truyền miệng người kia. Mà truyền miệng đó chắc cũng không nghĩ tới chuyện là nó cho tiền để đi truyền miệng. Đấy. Thẩm mỹ viện nào bây giờ cũng vậy, khách cũ mà giới thiệu khách mới là hoa hồng 10%. 10%, 20% tùy. Cho nên rằng là đương nhiên rằng là phải dụ nhau chứ. Đấy, ví dụ như rằng là mình đi cắt mí mắt mười mấy triệu xong về nổ với mẹ mẹ cho sống, đấy 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 của tao đẹp chưa, đấy đấy đẹp xinh nhá, ôi xinh thì bà làm ở đâu thế, bà chị tôi với. Rồi sau đó đấy tôi làm ở cái thẩm mỹ viện đây này, đấy vô rồi cắt xong rồi hả, nó dụ thêm cắt mí chưa đẹp, chị phải nâng mũi lên, cái mặt chị mới đẹp đấy, cái mặt chị bây giờ là cái phong thủy, chị chữa cái mắt rồi chữa cái mũi, chị chấm cho em thêm cái mụn ruồi ở đây này. Đấy, nó tài nó đến. Rồi xong rồi thêm vài trăm. Rồi con giới thiệu được 10%. Hiểu sao mà cái thẩm mỹ viện nó càng lúc càng phát triển chưa? Rồi hiểu sao mà mấy con hot girl nó có tiền chưa? Hả? Cho nên đừng có thắc mắc. Cái xã hội Việt Nam bây giờ tôi nhìn là tôi biết ngay đứa nào kiếm tiền kiểu gì. Đừng ra ngoài tụi mày nổ với tao là tụi bay buôn bán trên mạng rồi hàng tao trút đơn à mầm. Nói thiệt, nhân làm ăn với nhau người ta biết. Thời này kinh tế nó đang bị bóp nghẹt lại. Nói thẳng ra cái mà nó mua nhiều nhất đó là nó mua vé số á. Chứ không phải là nó mua sản phẩm của mày đâu. Xin lỗi với quần áo bây giờ hả, bán ế nguyên con đường kìa. Chứ không phải giống như thời xưa mà nó còn thời trang, nó còn fashion. Ha, đơn cũng có đi, đi lèo tèo. Đấy, chứ ở đó mà đi ầm ầm thì tụi bay phải kiếm tiền bằng cách nào. Nhưng mà vẫn phải duy trì một cái mảng để mà bịp xã hội. Ừ. Chứ không thể nói ra, nói hụt tẹt ra là mình làm ăn cà chớn được. Ha, không lẽ nói ra mình là gái bán thân. Nó sugar baby. Đó, chuyên cặp với mấy thằng thiếu gia lừa đảo. Cũng giống như rồi cái thằng Nguyễn Minh Thành kia bị bắt thì con người yêu hiện giờ vẫn còn ở ngoài là tung ta tung tẩy đi làm hot girl nhé. Vẫn còn phơi phới trên TikTok. Đấy, vẫn tiếp tục đi đi dụ người khác. Không sao cả. Ừ. Ba mẹ đẻ ra. Đấy, có cái gì làm vốn được thì mình cứ lấy mình xài nhá. Ba mẹ dành hết, ba mẹ nghèo lắm không cho mình được cái nhà. Nhưng mà lại cho mày được là cái hang động. Mày phải dùng cái hang động đấy nhá. Hút, hút tài vào. Lấy cái hang hút tài vào. Lấy tao này mà vô. Ba mẹ đã dạy thế. Cho nên có nhiều con hot girl. Gia đình có phải danh giá đâu. Đấy. Cho nên rằng là dùng cái đó để hút tiếp. Hút xong này thì qua hút khác. Nó hút vô hang. Mà ngộ lắm, mấy đó ngộ lắm. Nó biết luôn, nó biết là cái hang luôn,
mà nó vẫn cắm đầu vào. Làm như mấy anh này nó thích là dân thám hiểm hang động hay sao á. Cái hoang hang mà nó tan hoác thế kia mà cứ cắm đầu vào, không hiểu nổi. Đây thằng bạn tôi nè, hôm bữa gặp nhau, trời tôi quen nhiều con bạn tôi á. À, giờ tụi nó không cần lập gia đình, quen nhau chủ yếu là để chích choạt nhau cho vui thôi. Cái tôi cười kêu, đâu đâu đưa số điện thoại đây. Cái ảnh, trời ơi, tụi nó bây giờ nó vẫn phải thích người đấy chứ, nó đâu có thiếu tiền. Ý bạn tôi là tôi không đủ đẳng cấp với mấy nhỏ đó, nhưng mà xin lỗi chứ tao nói chuyện mày chơi thôi, chứ tao cần quá gì mấy nhỏ đó. Nói thiệt chứ sửa tới sửa lui, sửa dọc. Ủa chứ vợ tao đẹp tự nhiên, không vui à? Nha. Tại sao tao cần phải cần mấy con hàng giả đó? Cho nên tao nói chuyện chơi cho vui thôi, mấy con đó ngắm thì được. Chứ còn ngoài đời ngồi nói chuyện chán phèo, chán nhách. Nha. Xin lỗi chứ nhiều khi không biết ai đủ đẳng cấp với ai. Người có nhiều con vậy, tiền có dăm 3 tỷ, dồn tiền mua bà đã hết cái xe. Các bạn đố các bạn biết được tài khoản của nó có bao nhiêu thiệt. Có những trường hợp nó có 10 tỷ nhưng thiệt ra bên trong nó có 100 tỷ có. Nhưng cũng có những trường hợp có 5 tỷ nhưng nổ tài khoản tao có tới 50 tỷ. Có luôn. Cho nên các bạn đừng nghe thằng nào nó nói nhà nó có bao nhiêu tiền. Bố nào cũng xạo cả. À, thì tôi chỉ biết như vậy là những thằng mà có làm ăn phi pháp á, thì thường nó sẽ hạ tài sản nó xuống. À, còn mấy thằng á, mà nó nghiên cứu, ví dụ như mà nó cảm thấy rằng là nó còn che lấp được thì nó phết cái tài sản nó lên. Nhưng mà các bạn mà ngồi nói chuyện với nó thì các bạn sẽ hiểu cái cách nó kiếm tiền. Giống như nên tôi nói chuyện với một Tùng IT, nói chuyện tôi rất rất rõ. Thí dụ hỏi tôi, ừ doanh thu anh sao? Tại vì nếu như tôi nói được con số mà hỏi tôi bất chợt bất kỳ lúc nào, tức là tôi rõ ràng là tôi là một cái người tính toán về tài chính. Đó. Chứ còn bây giờ là mang tiếng làm chủ, chơi tiền tỷ, mà cuối cùng rồi rằng là không nắm được là doanh thu một tháng của mình, đồng tiền của mình như thế nào. Tại vì có làm đâu, thuê người ta làm cho. Đấy, chứ có biết làm sổ sách cái gì đâu. À, tôi nói thiệt chứ giờ nhiều thằng gì buồn cười lắm, đi vay đi tính lãi đều. Đi vay ngân hàng mà tính lãi đều. Đó, một tháng nhiêu? Ví dụ vay 5 tỷ, 5 năm, mỗi năm trả 1 tỷ. Đó. Lãi suất nhiêu? Lãi suất 500. Rồi lấy 1 tỷ đó, à, nhân cho 500 có ra nhiêu tiền lãi. Trời đất ơi. Người ta là dư nợ giảm dần. Người ta là lãi suất đó, nó biến động. Nó chỉ giữ cho mình một năm, hai năm, sau đó nó biến động. Mà cái thằng mà dư nợ giảm dần, các bạn tưởng đâu rằng à, nghe dư nợ giảm dần, trời anh trả càng nhiều, cái năm cuối cùng anh á, tè tiền lãi anh còn đâu còn nhiêu đâu. Trời lúc đầu vay 5 tỷ thì trả ghê lắm, chứ thật ra tới năm thứ 10 đi, anh còn nhiêu đây tiền. Vay đi. Chúng kế của cái tụi cho vay ngân hàng. Thật sự lãi đỡ không nổi. Lãi đỡ không nổi. Năm đầu là cái năm hấp dẫn nhất, sau đó rằng là nó cho các bạn chết ngắt luôn. Đó. Thì chính vậy là khi mà nói chuyện tôi mà có nhiều anh tính toán mà tôi nghe tôi buồn cười lắm mà tôi không nói. Tại mở miệng cũng là dân làm ăn nhưng mà cách tính siêu quá. Nhưng mà đương nhiên là nếu các bạn biết mà các bạn nghe nó tính. À, nó tính như là thần toán vậy, thần toán học. À, tôi nói thiệt chứ thần toán học kiểu này ra ngoài chợ ngồi với mấy bà mà bán chè, mấy bà tính cho nghe, hỏi bác ngày bác bán được nhiêu, ngày tao bán được 2 ly đó lái được nhiêu, rồi tính đúng lẹ. Cái tính đó là cái tính của con buôn.
cái tính nhẩm tính con buôn, còn không các bạn vô mấy cái quán mà nó không cần là mấy tính tiền á, các bạn coi mấy thằng mà nó nhẩm 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 nó tính á, em ơi tính tiền đi, chị ăn gì vậy? Hai tô phở, hai tô phở gà phải không, rồi một chén hột gà, rồi năm hai chai nước ngọt, rồi mấy cái khăn bập, rồi số tiền không tin thì mình ngồi mình tính lại, mình không tin mình ngồi mình tính lại, tại vì ngày nào nó cũng ngồi nó nhẩm kiểu đó, cho nên rằng là cái đầu của nó còn hơn máy tính nữa, nhưng mà nó chỉ giải được những phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản thôi đó, chứ nó làm biết quái gì mà những cái công thức mà tính lãi à, rồi những công thức mà tính rủi ro, tính đầu tư nó không biết đấy. Cho nên đơn giản mà các bạn muốn ngồi nói chuyện với thằng tổng tài và biết nó giỏi không, biết liền, nó vẽ thì hay lắm, nhưng mà các bạn mà có kiến thức các bạn gài nó một hai câu là lòi ra ngay đó. Và đương nhiên rằng là khi mà các bạn muốn muốn khảo sát sâu thêm là nó làm cái khỉ gì để có tiền, thì tới chỗ đó là tụi nó thường nó sẽ khỏa lấp đi. Và tôi muốn nói các bạn vậy, giờ mà dân mà chơi mà đầu tư Bitcoin tiền ảo đi, có người tự tin rằng là ui mấy cái đó nó sẽ tăng tăng hoài. Thiệt sự ra các bạn biết không? Ví dụ tôi là một cái người mà tạo ra cái đồng tiền ảo, bây giờ đầu tiên là tôi phải dụ được cái đã, tôi phải dụ được những người mà có ảnh hưởng, thậm chí tôi phải cho tiền những người mà có ảnh hưởng đến xã hội, đến công chúng nha, là những người tiên phong đấy, anh phải tiên phong. Thì lúc này là khi đã có lòng tin rồi, mọi người bỏ tiền vào, tôi lấy cái tiền của mọi người, tôi mở động gái trên khắp thế giới, tôi đi rửa tiền trên khắp thế giới, rồi sau đó là tôi thu một cái nguồn lợi khổng lồ. Rồi tôi về tôi kêu thằng lập trình của tôi lâu lâu tăng lên 10% cho tao. Thế là hàng đống thằng chơi tiền ảo, trời ơi tiền nó lên kìa, tao lời rồi, yeah. Rồi sau đó là bán ra để kiếm lời. Đấy, rồi ngày hôm sau nó ngồi xỉa răng, trong lòng nó đang buồn bã gì đó, nó kêu lập trình viên hạ xuống 3% cho tao, rớt bẹp. Thế là một đống thằng mà trúng 10% ngày hôm qua hê lên, kích lòng tham cho cả đống khác. Thế là nhân cơ hội, nó xuống rồi, mua. Một đống thằng bán ra thì lại có một đống mới mua vào. Rồi mua vào một lượng tiền khổng lồ. Thằng chủ lại ngồi xỉa răng lập trình viên, xuống thêm 2% nữa cho tao. Thế là từ 10 xuống 5. Một đống thằng đang ôm tài sản, viết vậy lúc 10% bán cho rồi, nó xuống nữa. Thế là một đống sợ quá phải bán, một đống tinh thần không vững, bán đã, sợ quá, thôi bán đi, chứ nó không may nó xuống nữa. Thế là một đống đứa yếu bán ra, một đống thằng tham lại nhảy vào, mua, nó đang xuống, nó còn lên nữa, mua vào. Còn một số thì tinh thần thép, tầm bất biến, trong vạn biến, bình tĩnh đi anh em, ha, ngồi im đó. Đấy, thật ra những thằng đó nó không phân tích được, cho nên nó ngồi im cho rồi. Biết quá gì mà phân tích ba cái đồng tiền ảo. Cho nên rằng là sau đó đùng cái hôm sau, trời ơi, dạo này tụi này mấy đứa ngu này nó mua dữ tao mày, tao lời thế mà mấy chục tỷ đô rồi, tăng lên 8% rồi. Thế là sau đó kích lên xanh lè. Rồi một đống anh hôm bữa mới mua vô, thôi tao mua rồi, trời ơi, bữa nó mua 5% tao mua, tao lên 8%, tao lời rồi. Hôm sau lên 10%, út tao lời gấp đôi rồi. Lên tiếp 12%, út tao lời rồi. Đấy, thì chính những thằng lời rồi nó hét lên, nó đổi đời rồi, thì những thằng ngu khác mới kích lòng tham của những thằng ngu khác lại tiếp tục nhảy vào. Kích lòng tham nhảy vào.
Đó. Và cứ như vậy mà nó điều khiển cái lên xuống, nó như một cái người nhạc trưởng, nó điều khiển cái cảm xúc của bọn ngu ở bên ngoài. Cho nên những thằng mà cứ nhìn vào rồi tra vẽ như mình là thần toán thì tôi nói ui giời men thành ngu. Tao còn không biết nó vì sao nó tăng với nó giảm nữa. Tao phân tích cũng chẳng hiểu được cái gì. Đối với lại chứng khoán thì tao còn hiểu được là nguyên lý nó lên xuống. Còn đối với ba đồng tiền ảo này ông nội tao cũng hiểu nữa. Nó thích thì nó cho mày lên, nó thích nó cho mày xuống thôi. Nhưng mà cái cơ cấu dù rằng lên hay xuống, túi của cái thằng làm ra nó vẫn đầy nhất. Nhưng cái hệ lụy nó để cho xã hội là gì? Một đống thằng ngu không cần làm, chỉ ngồi canh me để được lên, để được hưởng. Nó cũng y chang như mấy thằng mà ngồi me tài sản thừa kế từ cha mẹ cũng vậy. Nó y chang. Cho nên cái đám này đầu óc ngu si tứ chi phát triển, như nó cứ tưởng đâu rằng nó là thần toán học, ha, chúa tể tiên tri, đó, người nắm số mệnh. Thì hầu hết mà tôi tiếp xúc, đa phần những người mà thích chơi những cái dạng may rủi cá độ, nó cá độ đá banh rồi chơi ba cái tiền ảo vân vân, hầu hết cái nghề nghiệp mà tụi nó kiếm ra tiền đều là nghề bất minh, nghề bẩn. Còn khi tôi đi hỏi những người mà người ta làm ăn chân chính, hầu hết là người ta không tập trung vào chơi những cái ảo. Họ đầu tư rất nhiều cho cái nghề nghiệp chính. Họ đọc sách, họ đi tham dự hội thảo, rồi họ tìm cách mà nghiên cứu để mà phát triển cái tay nghề của họ. Đó. Họ không tham gia nhiều vào tiền ảo. Rồi có dư thì họ lại đi mua đất, mua vàng, họ để dành tích trữ. Rồi bây giờ là nếu mà có dư thêm chút nữa, họ chơi để trải nghiệm cho biết. Thí dụ đồng tiền ảo, nhưng nó chỉ là một cái con số, một cái phần trăm rất rất là nhỏ trong cái tài sản. Đó. Tôi cũng vậy, tôi cũng bỏ một phần vào để tôi coi nó lên xuống làm sao cho vui. Đó. Nhưng mà mình cũng phải biết cái cách để mà mình làm tăng hay làm giảm cái số tiền của mình. Thì chính vì mà tôi nhìn cái cách kiếm tiền của xã hội tổng tài, dân cầu may, và tụi nó khi mà nó có tiền trong tay thì nó luôn luôn nó nghĩ nó giỏi. Nó luôn luôn nghĩ nó là cha thiên hạ. Nó luôn luôn cho rằng là tụi nó có một cái gì đó cao siêu, mà nó thậm chí nó coi thường được người khác. Chứ nó không hề nghĩ rằng là những người như tôi sẽ coi thường tụi nó. Những dân có trình độ sẽ coi thường tụi nó. Nhưng vấn đề là người ta không thích nói ra. Giống như bản thân tôi cũng vậy. Tôi thích tôi ngồi nói chuyện với ta mà tôi giả cái mà làm cái mặt ngu hơn là làm cái mặt thông thái. Tôi thích vậy. Ủa vậy hả? Ôi trời ơi cái này. Mình ngồi mình phân tích được. Nhưng mà đương nhiên có những cái gì mà đen tối mình đâu có biết. Thí dụ như mà mình làm mặt khôn để làm gì, có bao giờ mình đi vô động gái đâu mình biết. Đó. Cho nên rằng là khi mà tôi gặp được những người mà tôi khai thác được thông tin đó, tôi thấy hứng thú lắm. Tôi thấy hứng thú bởi vì tôi có cái thông tin mà tôi chưa bao giờ được biết. Vậy thôi. Chứ tôi đâu có ham hố gì đâu rằng là phải vô đó chơi. Nha. Hay nói thiệt chứ giờ tự nhiên ha, có số điện thoại của một con chỉnh sửa silicone đầy người. Ha, cho tôi à, cho free. Mình không có sở thích đi khám phá hang động. Ừ. Cho nên tôi thấy buồn cười ở cái chỗ đó. Cái thân mình thì rẻ rúng, nhưng mà mình lại tưởng nó là mình là cao sang. Đó. Đến nỗi mà giống như video trước tôi nói, nhiều anh chị phải dựa vào là những cái mà ngoại thất để mà khỏa lấp cái nội thất tan nát của mình. Chính vậy tôi nói mấy cô hot girl mà tối ngày cứ leo lên xe hơi, chụp cái túi, chụp cái đầm rồi ngồi nắm tay anh này anh nọ. Cho nên tối tới ngày mà bị cấm sừng, tới ngày bị bỏ, bị đá. À, trời ơi quen nghĩ sao? Hot girl chụp hình thằng chồng thằng nào nấy cũng vằn vện, xăm đầy người. Rồi cũng lên mạng đó, xăm, nhưng mà anh ấy là một người đàn ông tốt. Lúc mà chưa có chuyện thì tụi bay là người đàn ông tốt, tới lúc nó cắm cho cặp sừng vô.
Đấy, rồi hiểu. Rồi đúng chẳng làm gì tối ngày đi du lịch. Thì chứ coi một cái trang của con hot girl nó chẳng làm cái khỉ gì hết, tối ngày đi du lịch. Có con hot girl thì nó đầu tư xíu, nó học để cho có cái gọi là, có cái gọi là cái bằng, cái chứng chỉ. Chứ không là thường mấy anh đại gia nó tụi nó dốt, cho nên nó cũng ráng đi học tiếng Anh, tiếng U hay gì đó. À, rồi sau đó nhưng mà cũng học chẳng được tới nơi tới chốn, học được thời gian cái cũng nghỉ, rồi cũng toàn là thấy đi đi ăn đi chơi không. Còn giờ đẻ ra được mấy anh mà đi bám gái, bám váy nhà vợ nó còn kinh nữa. Thì ở đây hôm nay tôi kể cho các bạn nghe một số cái đặc điểm để các bạn nhận biết ở ngoài cái thằng nào tổng tài. Thì thôi mình biết, mới bữa quên còn video này tôi chưa đưa vào, đó là công an biên phòng bắt được nhóm mà ba bốn anh đấy đi xe hơi qua biên giới. Thì mấy anh là buôn lậu vàng, cho nên mấy anh đeo vàng khắp trên người thì các bạn biết rồi ha. Mấy anh dưới quê mà đeo vàng khắp nơi trên người đi lóng nhỏng 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 á, nhiều khi nói tao mới đi ăn tiệc cưới về đấy. Còn ông thì cho là ở này vàng giả, tụi em đi ăn cưới anh ơi, chắc nghĩ rằng là công an qua mặt được công an. Thật ra nó bắt có nghĩa rằng là người ta đã có thông tin hết rồi, người ta mới bắt, người ta biết mày mua bán giao dịch ở đâu, có người theo dõi hết từ đầu rồi, người ta bắt thôi đấy. Thế là bảy anh mua là mấy cái đến nỗi mà dây thắt lưng, cái mặt dây thắt lưng nó là bằng vàng luôn, cho nên khai ra là mua cái số vàng đó ở cái chợ biên giới Lào hay Campuchia gì đó 7 tỷ 2 về bán kiếm lời đó, về bán kiếm lời. Buôn lậu vàng đã bỏ 7 tỷ 2 ra đi mua vàng về buôn lậu. Để tôi coi rồi có cái video đó, tôi nhớ tôi có lưu cái đường link, chờ xíu chờ xíu, coi cười bẻ bụng. Đây 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 đây, có bốn người đeo dây chuyền cùng bị hợp thức vận chuyển vàng lậu. Ngày 18 tháng 5, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, bàn giao 4 nghi phạm cho Công an tỉnh Hà Tĩnh xử lý. Trước đó, ngày 17 tháng 5, trinh sát biên phòng Hà Tĩnh mật phục ở cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kỳ 1, huyện Hương Sơn, kiểm tra ô tô bán tải đi từ Lào về đã thu 4 kg vàng, gồm 4 tấm vàng miếng và 4 sợi dây chuyền. Bốn người trên xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô vàng trên. Họ khai mua vàng trên từ thủ đô Viên Chăn, Lào với giá 7,2 tỷ đồng, đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Đáng sợ chứ các bạn, tổng tài các bạn đó. Cho nên tôi nói mà bây giờ đồng tiền người ta làm ăn chân chính là khó kiếm lắm. Còn thằng nào dễ kiếm là tôi nói một buôn lậu, hai là chắc mở động, không là cướp giật hay là chơi mafia hay là gì đó. Chứ tôi nói không phải làm ăn chân chính đâu, dám bảo đảm nha. Còn cái ba cái nhà đầu tư bất động sản thì đối với tôi hồi đáng tham mà ráng chịu. Bao nhiêu năm nay mấy người làm phá giá đất biết bao nhiêu, mấy người cũng làm tan hoang nhà cửa cũng bao nhiêu người. Thì thôi bây giờ coi như cái nghiệp mấy người phải trả. Nãy này, nhà đầu tư đất, nhà đầu tư bất động sản nhá, nếu có dư mình mua kiếm lời bằng mình mua để dành thì tôi không nói. Đó, thí dụ như các bạn mua một cái mảnh đất, các bạn có dư mấy trăm triệu mà mua mảnh đất rồi các bạn làm thành vườn cây ăn trái, lâu lâu mình về mình nghỉ dưỡng, hay là mình làm cái vườn cây rồi mình bán để mà thu hoạch rồi bán kiếm thêm, chứ nó hòa những cái đó hoàn toàn là không sao cả. Và thậm chí rằng là cái đó vẫn rất tốt, các bạn vừa tạo ra cái nguồn thu nhập cho những người mà nông dân mà các bạn còn giữ được tiền, và các bạn phải nói rằng là nó còn tốt cho cả tự nhiên. Thì tôi nói rằng là cái chuyện đầu tư này hoàn toàn không có gì cả, tôi ủng hộ, tại vì nếu tôi có tiền tôi cũng làm dạng đó đó. Thì cái những cái đầu tư như vậy tốt, còn mà mua bán sang tay hét giá cuối cùng rồi mảnh đất, các bạn biết tôi đi ngang nhiều mảnh đất được phân lô sẵn, không có một cái cây cỏ nào sống nổi ở trên đó, đất đai khô cằn và bỏ trống đó, thì tôi nói tội nghiệp thiên nhiên.
những đứa đầu tư như vậy là phá hoại thiên nhiên. Những đứa mà đầu tư giữ đất như thế này là những đứa hoang phí. Và tôi nói ông trời sẽ cho tụi bay cái gì? Tụi bay phèn mãi mãi. Tụi bay có đeo cả tấn vàng ở trên người, cái chất phèn nó vẫn lòi ra. Tụi bay có đeo cái đồng hồ mấy tỷ, đi cái chiếc mẹt cỡ nào, tụi bay cũng xóa cái vết phèn không được. Và con cái thường là một là học ngu, hai là mất dạy. Tôi nói thường là tôi thấy như vậy, cho nên đây là cái nghiệp của mấy người phải trả. Ai mà coi tới khúc này nè, về nói với mấy thằng đầu tư đất cái kiểu đó giùm tôi. Nếu nó làm theo những gì mà tôi nói là tốt, không sao. Còn nếu nó để đất hoang, đất phí, nó khoe cả sấp sổ đỏ, thì cái nghiệp của tụi nó rất lớn nha. Rồi các bạn, cảm ơn các bạn đã xem tới cái giây phút này. Hẹn gặp lại.